kinh doanh. Cái tiêu chí thứ ba là về định hướng xã hội và phân phối. Định hướng xã hội và phân phối thì thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội. Cái tiêu chí thứ tư đó là về quản lý, thì phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết cái nền kinh tế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy chúng ta thấy là cái tiêu chí này đó, nó thể hiện được cái sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và nhằm phát huy được cái mặt tích cực, hạn chế những cái mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Hoàn thiện nhận thức và chủ trương về nền kinh tế nhiều thành phần thì Đại hội 10 đã khẳng định trên cơ sở 3 cái chủ đề sở hữu, đó là sở hữu toàn dân này, sở hữu tập thể này và sở hữu tư nhân, thì nó đã hình thành nên nhiều cái hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Chúng ta thấy hiện nay chúng ta có 5 cái thành phần kinh tế, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh tế thì hoạt động theo pháp luật và đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đều bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh một cách lành mạnh. Trong đó thì kinh tế nhà nước vẫn nắm giữ vai trò chủ đạo và là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện để thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Tiếp theo chúng ta đi vào tìm hiểu phần 2 La Mã, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nhỏ, mục tiêu và quan điểm cơ bản. Ba nhỏ, chúng ta đi làm rõ những cái khái niệm thế nào là thể chế kinh tế và thế nào là thể chế kinh tế thị trường. Trước hết, thể chế kinh tế đó là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội. Nó tồn tại bên cạnh các bộ phận khác, ví dụ như là thể chế chính trị hay là thể chế giáo dục. Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, điều chỉnh các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Thứ hai là thể chế kinh tế thị trường. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó là một tổng thể bao gồm các quy tắc và luật lệ và hệ thống các thực thể tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch và trao đổi trên thị trường. Chúng ta nhớ cho cô thể chế kinh tế thị trường nó bao gồm 3 cái nội dung như sau. Thể chế kinh tế thị trường nó bao gồm thứ nhất, đó là các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường. Thứ hai là các cách thức thực hiện các quy tắc nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia thị trường mong muốn. Và thứ ba là các thị trường giao dịch trên cơ sở quy định của pháp luật. Chúng ta đi vào tìm hiểu cái mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy cái mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đó là làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và cơ bản sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Trong đó những cái mục tiêu cần đạt trước mắt đó là có 5 cái mục tiêu cần đạt trước mắt như sau. Cái mục tiêu thứ nhất, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi. Phát huy vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước, đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Mục tiêu thứ hai đó là đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Mục tiêu thứ ba, phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước, liên thông thị trường khu vực và thế giới. Mục tiêu thứ tư, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường. Mục tiêu thứ năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tiếp theo, các anh chị và các bạn nắm cho cô 5 cái quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có 5 quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm thứ nhất, nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế. Kim Ngân, cái số 4 là cái mục tiêu thứ tư hả Kim Ngân? Những cái mục tiêu của chúng ta đều có trong giáo trình hết rồi nhé. Về quan điểm, có 5 quan điểm. Cái quan điểm thứ nhất là nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Quan điểm thứ hai, bảo đảm cái tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa đi đôi với bảo vệ môi trường. Quan điểm thứ ba, kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới của nước ta, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền của quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ tư là chủ động tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng bức xúc, đồng thời phải có những bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết đúc rút kinh nghiệm. Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đi vào tìm hiểu một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương thứ nhất, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì có 3 cái điểm cần phải thống nhất như sau. Thứ nhất là cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và thứ ba, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường,
lại vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội và các yếu tố để bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đi vào chủ trương thứ hai. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh. Trước hết chúng ta đi vào tìm hiểu hoàn thiện thể chế về sở hữu. Thì đối với cái hoàn thiện thể chế sở hữu phải cần đi theo ba cái bốn cái phương hướng cơ bản như sau. Những cái phương hướng cơ bản để hoàn thiện thể chế sở hữu. Thứ nhất, phương hướng thứ nhất, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà đại diện là nhà nước, đồng thời bảo đảm và tôn trọng các quyền của người sử dụng đất. Thứ hai, phương hướng thứ hai, phải tách biệt vai trò của nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản lý toàn bộ nền kinh tế xã hội và chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước. Thứ ba, quy định rõ cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các loại tài sản, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối với xã hội. Phương hướng thứ tư, ban hành các quy định pháp lý về quyền sở hữu của doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp đến là hoàn thiện thể chế về phân phối. Hoàn thiện thể chế về phân phối. Thì thứ nhất là phải hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ các nguồn lực. Phân phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Phải đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế. Đổi mới, sắp xếp lại, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước nhằm phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo cơ chế thị trường và phải vận động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng. Chủ trương thứ ba. Chủ trương thứ ba, hoàn thiện thể chế, đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường. Trước hết, chúng ta đi vào cái hoàn thiện về giá. Thì hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Hoàn thiện những cái khung pháp lý cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Rồi hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách cho hoạt động và phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán, tăng tính minh bạch, chống các giao dịch phi pháp, các hành vi rửa tiền gây nhiễu loạn thị trường. Phải hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách để các quyền về đất đai, bất động sản vận động theo cơ chế thị trường. Rồi hoàn thiện luật pháp chính sách về tiền lương, tiền công. Trong đó, tiền lương phải được coi là giá cả của sức lao động hình thành theo quy luật thị trường dựa trên cung cầu về sức lao động. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng đồng bộ luật pháp, cơ chế, chính sách quản lý hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý thị trường công nghệ.